Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em cái phần đánh giá cuối học kỳ 2. Thì các em hãy mở quyển sách giáo khoa ra trang số 143. Cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài ngày hôm nay. Đánh giá cuối học kỳ 2. Cái phần A lớn đó, các em sẽ đọc thành tiếng cái truyện sao và mỗi em đọc khoảng 70 tiếng mà thôi. Bài học có tựa đề Người thiếu niên anh hùng. Giặc Nguyên cho người sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng. Trần Quốc Toản muốn gặp vua để xin đi đánh giặc. Bị mấy người lính gác lại chặn. Quốc Toản mặt đỏ bừng, nói lớn: ta xuống thuyền rồng xin ý kiến vua. Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ. Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu: cho giặc mượn đường là mất nước, xin bệ hạ cho đánh. Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy và bảo: Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội, nhưng xét thấy khanh còn trẻ biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi vua ban cho Quốc Toản một quả cam quý. Quốc Toản tạ ơn vua mà vẫn ấm ức. Vua ban cho cam quý như xem ta như trẻ con, không cho dự bàn tiệc bàn việc nước. Nghĩ đến quân giặc, chàng nghiến răng tay bóp chặt quả cam. Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới xem cam quý vua ban, nhưng quả cam đã nát từ bao giờ. Về nhà, Quốc Toản tập hợp người nhà và trai tráng trong vùng, lập cái đội quân hơn 1.000 người. Chàng cho dựng lá cờ lớn theo 6 chữ vàng: phá giặc mạnh, báo ơn vua. Đội quân của Trần Quốc Toản lập được nhiều chiến công. Trần Quốc Toản được tôn vinh là người thiếu niên anh hùng của dân tộc Việt Nam theo Nguyễn Huy Tưởng. Ý kiến có nghĩa là, cô sẽ hướng dẫn những cái từ khó trong bài đó. Ý kiến có nghĩa là đến gặp vua. Khanh có nghĩa là từ cái mà vua và hoàng hậu dùng để gọi cho những người thân cận. Rồi thuyền rồng có nghĩa là thuyền của vua có chạm hình con rồng. Câu B, các em sẽ đọc cái bài sau. Bài đọc có tựa đề Một chuyến đi. Một ngày cuối thu, tôi và Trũi lên đường. Hôm ấy, nước đầm trong xanh, những áng cỏ mượt rời rợt. Trời đầy mây trắng, gió hiu hiu thổi. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ cùng nhau say ngắm dọc đường, non sông và phong tục, mỗi nơi mỗi lạ, mỗi bước dời chân. Mỗi thấy tuyệt vời, nhìn không biết chán, mỗi chẳng muốn dừng. Bè chúng tôi theo dòng nước trôi băng băng. Mùa thu chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên ven sông phong cảnh thay đổi, đủ điều ngoạn mục, cỏ cây và những cái làng gần núi xa luôn mới. Những cái anh ngọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân đứng trước bãi lầy nhìn theo chúng tôi ra lối bái phục. Những cái ả cua cền cũng dương đôi mắt lòi âu yếm ngó theo. Đàn săn sắt và thầu dầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo bè, hoan nghênh chúng tôi ván cả mặt nước. Theo Tô Hoài, bài đọc đã xong rồi. Bây giờ cô chuyển tiếp sang phần trả lời các câu hỏi dưới đây. Ngày hai bạn lên đường cảnh vật thế nào? Cảnh vật đầy mây trắng, rồi gió thổi hiu hiu. Vì sao hai bạn không biết chán, mỏi chẳng muốn dừng? Vì non sông thật là tuyệt vời. Mỗi con vật trong đoạn văn cuối được tả bằng những từ ngữ nào?
đó là anh Ngọng vó đen, sạm và gầy cao. Rồi ả cua cền thì dương cái đôi mắt lòi, cái đàn săn sắc và thầu dầu thì lăng xăng. Rồi câu D, em thích những cái chuyến đi của hai bạn vì sao? Vì những cái con vật được nhân hóa, anh Ngọng thì vó, ả cua cền và miêu tả rất là sinh động, phong phú nữa. Câu số 2, các em sẽ tìm những cái từ ngữ phù hợp trả lời cho từng cái câu hỏi dưới đây. Khi nào bầu trời trong xanh? Bầu trời trong xanh khi vào cuối mùa thu. Ở đâu đây mây trắng bồng bềnh trôi? Ở trên bầu trời. Câu số 3, các em sẽ viết 1 đến 2 câu nêu cái điều các em thích khi đọc bài Một Chuyến Đi. Đó là em rất là ấn tượng bởi những con vật trong bài, những con vật như là anh Ngọng vó nè, anh Ngọng vó nè, ả cua cền nè, được tác giả nhân hóa và miêu tả thật là sinh động. Câu C, các em sẽ được nghe và viết. Câu 2, các em sẽ đặt câu để phân biệt cái cặp từ sau vàng và vàng. Rồi, ôi tôi sắp được gặp các bạn hoa cỏ dưới gốc cây kia. Chấm than. Bạn hãy rong đuổi một mình nhé. Chấm than. Còn tôi sẽ ở lại với mẹ cây của tôi. Chấm. Câu số 4, các em sẽ viết 4-5 câu thuật lại việc làm mà góp phần giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp. Gợi ý cho các em là các đây là những cái gợi ý. Cô ví dụ như là các em đã tham gia nhặt và dọn vệ sinh lớp học, rồi em cùng các bạn lau bảng, bàn ghế, chúng em cùng nhau dọn dẹp rất là đoàn kết và em cảm thấy rất là vui khi làm những cái việc đó. Cái phần cuối cùng đó là phần nghe và đọc cái truyện Kiến và Ve. Cuối hè, bầu trời trong xanh vời vợi, nắng vàng rực rỡ. Ve vừa đàn vừa hát, thấy kiến đang tìm thức ăn. Ve bảo, đến hát cùng tôi đi bạn ơi. Kiến đáp, tôi cần kiếm thức ăn để dành cho mùa đông đến. Ve nói, từ từ, rồi làm cũng chưa muộn mà. Mặc cho ve rủ, kiến vẫn tìm thức ăn, còn ve vẫn hát. Mùa đông đến, kiến ở trong nhà không lo đói rét, ve thì không có gì để ăn. Vừa đói vừa rét, nó phải đến nhà kiến để xin ăn, xin ở. Nhờ lúc này ve rất hối hận vì suốt mùa hè chỉ biết rong chơi. Cô đã đọc cái bài đọc xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Dựa vào truyện vừa nghe, các em sẽ chọn đúng. A. Ve rủ kiến làm gì? Đó là để ca hát. Câu B, kiến không làm theo lời rủ của ve vì phải tìm thức ăn. Câu C, vì sao ve ân hận? Vì mãi rong chơi suốt cái mùa hè. Phần cuối cùng là cái phần nói về em, nói về cái điều em học được từ câu chuyện Kiến và Ve. Đó là chúng ta cần phải chăm chỉ và tích lũy những cái điều cần thiết trong cuộc sống. Và chúng ta nên dự phòng chuẩn bị cho tương lai chứ không bị phải bị động. Đó, rồi mãi chơi và lười biếng như ve, rồi cuối cùng đói rét không có gì để ăn khi mùa đông đến. Phần này cũng là phần kết thúc chương trình học kỳ 2, cũng như kết thúc lớp 2 của các em. Cô chúc các em thi thật tốt. Và cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học lần sau nha.